Trước khi gửi đến quý vị phần quảng cáo, chúng tôi đang đề cập đến hai vụ nổ bom ở tại hai nhà thờ và Thiên Chúa Giáo, một là Tin Lành, hai là Công Giáo. Tại, thưa quý vị, New Mexico, đây là bản đồ của tiểu bang New Mexico, có đường biên giới là El Paso. Vâng, sát với, đây El Paso này là bên Texas, nhưng mà sát với Mexico, đây là tiểu bang New Mexico. Và vụ khủng bố này xảy ra tại khu vực mang tên là Las Cruces. Las Cruces là thành phố lớn thứ nhì của tiểu bang New Mexico. Và thường đó, nếu quý vị lái Freeway 10 đó, Freeway 10 quý vị qua Arizona rồi sẽ đến New Mexico thì quý vị cũng sẽ đi qua thành phố Las Cruces rất lớn. Và chuyện gì đã xảy ra vào thánh lễ Chủ nhật ngày hôm qua? Phía bên ngoài ngay cái chỗ mà đựng thơ đó thì bom nổ ở tại nhà thờ, thưa quý vị, mang tên là Calvary Baptist Church. Và ngay sau đó 20 phút sau, chắc có lẽ một tên này muốn khủng bố những người đi nhà thờ, nhắm vào Holy Cross Catholic Church. Và cảnh sát đang mở cuộc điều tra để tìm hiểu tại sao một lúc hai vụ nổ này, cho đến giờ phút này họ nghĩ rằng đây là một vụ kỳ thị nhắm vào những người Thiên Chúa Giáo, hay là nơi đây có nhiều người gốc Phi Châu và gốc Mễ đều nhắm vào tình trạng kỳ thị chủng tộc. Câu hỏi vẫn chưa được câu trả lời xác đáng bởi vì chưa bắt được cái tên mà đặt bom này. Nó chỉ nhỏ thôi, nó không phải là gây thiệt mạng gì hết. Nó chỉ gây ảnh hưởng một số các tài sản nhỏ, vài trăm bạc. Tại New York City, tối hôm qua, tại Empire State Building, tòa nhà rất nổi tiếng mà hầu hết những du khách nào đến New York đều muốn nhìn thấy tòa nhà này. Quý vị có thể trả tiền 15 đồng hay sao ạ, để mà lên tòa nhà này, lên trên đỉnh để mà nhìn chung quanh thành phố New York. Thì quý vị đang nhìn thấy những hình ảnh này để tưởng nhớ đến con sư tử Cecil. Đây là con sư tử đã bị tên nhà sĩ Walter Palmer ở Florida trả tới 54.000 đô la để bắn chết, xong lột da chặt đầu. Bên cạnh con Cecil là cuốn phim tài liệu Racing Extinction, cuộc chạy đua diệt chủng. Vâng, diệt chủng này cũng có nghĩa là đưa các loài thú vật quý hiếm trên thế giới bị tuyệt chủng. Chuyện gì đã xảy ra? Cuốn phim do những nhóm bảo vệ thú hoang dã đưa ra để kêu gọi người dân hãy quan tâm đến tình trạng mà thú quý hiếm càng ngày càng biến mất dần khỏi quả đất này. Nhất là sư tử, cọp, beo, rừng, những con tê giác. Và có thể nói rằng chúng ta phải chỉ trích những tay ăn nhậu ở Việt Nam và Trung Quốc. Đây là những kể từ khi có tiền rồi thì chúng ăn đủ mọi thứ, kể cả những loài thú quý hiếm. Chưa kể đó là bằng mọi cách mua mật gấu hay là mua sừng tê giác, và thậm chí tìm cách giết cọp để nấu cao hổ cốt nữa. Thì tất cả những cái bài thuốc này đó là từ ông Trung Quốc mà ra, rồi ông Việt Nam bắt chước đi theo. Thế là Việt Nam và Trung Quốc nổi tiếng trên thế giới. Là thưa quý vị, tính từ năm 1975 đến giờ phút này, rừng hoang dã của Việt Nam, tất cả mọi loài, kể cả dế, dế trùng mấy con gì là ăn không còn cái con gì hết. Đến độ bây giờ, Empire State Building phải thắp sáng để mà tưởng nhớ đến những cái loài thú đã bị ăn thịt. Hồi nãy chúng tôi, ngay từ đầu chúng tôi nhắc đến, thưa quý vị, kế sách của Tổng thống Obama. Ngày hôm nay, Tổng thống Obama đưa ra các kế sách mà Hoa Kỳ sẽ đóng góp rất quan trọng, mang tên Clean Power Plan, kế hoạch để làm sạch môi sinh. Và Clean Power Plan có nghĩa là gì? Quý vị biết những cái tòa mà
làm năng lượng đó, phát điện của chúng ta đó hiện nay ở Mỹ, ở Trung Quốc là sử dụng than đá. Than đá thì nó có đầy rẫy hết, nó còn ở Quảng Ninh, ở Việt Nam đó, thưa quý vị, than đá là nó đầy ở trên đường phố, ở tại Mỹ cũng thế. Thế nhưng với cái tình trạng mà sử dụng than đá mà đưa ra cái carbon dioxide đó, than khí tràn ngập, đây quý vị nhìn thấy những hình ảnh đó cho thấy đó, nghĩa là than khí nó tràn ngập thế giới đó. Tổng thống Obama muốn rằng hệ thống cung cấp điện của nước Mỹ dần dần sẽ phải thay đổi. Cái vấn đề ở đây đó là thay đổi như thế nào đây? Rất là khó. Chúng ta phải dựa vào ánh sáng mặt trời để làm những bảng năng lượng solar panel. Chúng ta phải dựa vào nguồn nước để làm thủy điện. Chúng ta phải sử dụng gió. Còn nặng nguyên tử thì sao? Đó cũng là một vấn nạn. Nước Nhật cho đến giờ phút này, kể từ sau trận sóng thần cho đến giờ phút này đó, vẫn chưa khởi động bất cứ lò phản ứng nguyên tử nào cả. Và Hoa Kỳ, rất nhiều thành phố cũng chống đối việc xây thêm những lò phản ứng nguyên tử cung cấp điện. Thế thì điện ở đâu mà ra? Vâng, chúng tôi nhắc tới gió, năng lượng mặt trời, chính vì thế mà chúng ta sẽ thấy rằng kỹ nghệ sản xuất năng lượng bằng mặt trời sẽ phát triển mạnh mẽ hơn nữa trong những năm tới. Bởi vì cho đến giờ phút này có thể nói năng lượng mặt trời là nguồn năng lượng mà thế giới chưa sử dụng đúng mức. Chỉ có 1-2% mà thôi. Quý vị có thể tưởng tượng mỗi một ngày mặt trời đã phát ra bao nhiêu ánh sáng. Chúng ta chỉ mới sử dụng được có 1-2% thôi. Trong khi chỉ tập trung vào các nhà máy nguyên tử, dần dần thì những nhà máy này cũng sẽ bị đóng cửa bằng cách cho tắt máy đi. Bởi vì nguy hiểm, chúng ta cứ phải chứa những cái chất thải nguyên tử này có khi cả 100 năm sau nữa. Cho nên mất rất nhiều tốn kém. Và nhắc tới tình trạng ô nhiễm khói môi sinh thì đây là hình ảnh rõ ràng nhất, những cái đám cháy rừng rồi ảnh hưởng môi sinh, người ta nói là gây ảnh hưởng đến tình trạng hạn hán của Hoa Kỳ, rồi bão tố cuồng phong nổi lên ở khắp nơi ở nước Mỹ hàng năm, và tình trạng nước biển bị tăng dần lên, cái mực nước biển tăng dần lên, và dần dần các đảo hoang á, thưa quý vị, và kể cả nhiều quốc gia là đảo quốc á, từ từ họ cũng sẽ biến mất khỏi bản đồ thế giới, bởi vì tình trạng mỗi một độ thôi, một độ tăng lên để làm hung nóng bầu khí quyển của nước Mỹ thì cũng gây thêm cái tình trạng mà hạn hán, cháy rừng, rồi nhất là bão tố hàng năm, bão lụt. Việt Nam cũng, chúng ta cũng bị ảnh hưởng rất nặng nề. Cho nên cái tình trạng bây giờ nó là hiện thực chứ không phải là một ảo giác như mà những người mà chống đối tình trạng ô nhiễm môi sinh trước đây từng lên tiếng. Họ nói là đồng ý, nhưng mà họ đưa ra cái nghiên cứu đó, họ nói đó, nuôi bò, nuôi gà nó còn gây ô nhiễm hơn nữa. Cho nên bây giờ thay vì con người thì họ chỉ sang bò, tức là người chúng ta nuôi bò để trong cái ngành chăn nuôi đó, thì bò lúc mà nghĩa là thải ra các chất than khí nó còn nguy hiểm hơn cả các nhà máy than đá nữa. Đảng Cộng Hòa lại có thêm một ứng viên, và bây giờ đây là ứng viên thứ 17, cựu thống đốc tiểu bang Virginia, ông Jim Gilmore. Hôm nay chính thức ra thông điệp, ông sẽ ra vận động tranh cử làm Tổng thống Hoa Kỳ. Và một điểm mà ông nói rằng là chỉ trích Tổng thống Obama, mà ông nói rằng nếu ông làm Tổng thống thì ông sẽ không cắt giảm chi tiêu quân sự như những gì mà Tổng thống Obama đã làm. Trong khi đó thì đài Fox đang phải chật vật để tìm ra các ứng viên, và dự trù năm nay là năm mà các ứng viên Đảng Cộng Hòa, nghĩa là đứng chật sân khấu luôn, có thể lên đến 10 người. Nhưng mà bây giờ ABC, các đài truyền hình lớn của Hoa Kỳ này đó, đang nghiên cứu để làm thế nào, thưa quý vị,
nghĩa là giảm thiểu cái tình trạng mà có những quá nhiều các ứng viên và rất khó cho các người điều họp chương trình. Vào mỗi thứ hai, chúng tôi lại có sự hiện diện của anh Anthony từ FMG để giới thiệu đến quý vị thêm về các phương thức tiết kiệm, đầu tư và hoạt động về trong ngành tài chính như thế nào để giúp quý vị có một cái tương lai tốt đẹp hơn. Mời quý vị cùng theo dõi với phần trình bày của anh Anthony quý vị nhé.